Lâu có nghe đây. Thật hả? Nhắn địa chỉ bệnh viện đi cô qua luôn nhá. Ừ. Chị ơi. Em xin phép chị em ra ngoài một tiếng. Nhà em có việc đột xuất ạ. Tí nữa có cuộc họp phân chia tệp khách hàng mà em. Dạ em biết ạ. Từ giờ đến lúc họp còn một tiếng rưỡi nữa. Em sẽ về kịp. Chị giúp em với ạ. Thôi được rồi. Đi nhanh rồi về. Dạ em cảm ơn chị. Em xin phép ạ. Thôi chết rồi. Dung ơi, ra. Cái link nó đã gửi tài liệu sang phòng giám đốc chưa? Chưa chị ạ. Vẫn còn ở đây này. Để em mang đi cho ạ. Ừ. Vào đây. Em chào sếp ạ. Dạ. Em gọi em về gấp có việc gì ạ? À, tôi mới đi công tác về. Có một chút quà. Cô mang về chia cho mọi người ở trong nhóm nhé. Dạ. Thay mặt mọi người, em cảm ơn sếp ạ. À mà nhóm của cô là có 4 hay 5 người ấy nhỉ? Dạ, nhóm em có 5 người ạ. À. Có em, chị Dung, Thủy, Thảo và Hoàng mới xin về làm được 2 tháng ạ. À, cô Linh thấy cái cô nhân viên mới, cô Hoàng ấy, làm việc như thế nào nhỉ? Bạn mới xin về làm nên em chưa nhận xét được nhiều ạ. Năm nay kinh tế suy thoái, mọi ngành nghề đều bị ảnh hưởng, rất là khó khăn. Thế cho nên là tôi kêu gọi sự tương thân, tương ái từ mọi người. Dạ, ý sếp là sao anh không hiểu ạ? Cô sẽ chia sẻ tệp khách hàng cho cô nhân viên mới, cụ thể là cô Hoàn. Em vẫn đang làm rất tốt công việc của mình mà sếp. Hoàn thành tốt nhiệm vụ của bản thân ấy vẫn chưa đủ. Cái mà tôi cần ấy là cô phải dìu dắt nhân viên mới để sau này họ còn kế thừa. Dạ thưa sếp, ý em là em rất khó để giữ được lượng khách hàng đến giờ phút này. Và em không thể chia sẻ thành quả của mình đến với người khác một cách vô lý như vậy được ạ. Vô lý hay không thì vẫn phải thực hiện. Tôi đã quyết rồi nhá. Thôi, cô về làm việc đi. Em xin phép ạ. À mà này, tôi nhắc để cô nhớ, đây là nơi làm việc, chứ không phải là cái chợ. Mà muốn đi là đi nhá. Trưởng nhóm của cô mà quản lý nhân viên như thế, tôi kỷ luật cả trưởng nhóm. Em hiểu ạ. Em xin rút kinh nghiệm.